Mạnh Quỳnh nói, Mạnh Quỳnh ra rồi mọi người thấy rồi, khỏi giới thiệu luôn. Mạnh Quỳnh hát bài Thương Hoài Ngàn Năm nghe rồi nè. Coi số mấy đó, Mạnh Quỳnh đưa mấy ngón tay trên Lộc Quỳnh mở microphone luôn. Số 3. Số 3 anh Lộc ơi. Dạ. Rồi Mạnh Quỳnh. Bây giờ là chỉ mong thương được chừng 100 năm đủ rồi. Nhưng mà có thể là bài hát này nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương là sáng tác bài này tới yêu thương cho 1.000 năm rồi. Cái thương hoài ngàn năm nó một cái ý nghĩa khác nữa. Thường thường con người ta sống khoảng 100 năm, nha, 100 tuổi. Có người sống 105, 110, 112, mấy giờ ví dụ như vậy là nhiều rồi. Nhưng mà tại sao không thương hoài 100 năm mà thương hoài tới 1.000 năm? Cái 1.000 năm có nghĩa rằng cho tới 10 kiếp sau, nhiều kiếp sau vẫn thương. 1.000 năm là tới hơn cái 10 lần cái 100. Cho nên trong một kiếp người ta nói có 100 năm, mà 10 kiếp người vẫn thương. Ý muốn nói là thương, thương mãi mãi, thương cho tới chết vẫn thương, đầu thai kiếp sau vẫn thương, mà cho 10 cái kiếp nữa vẫn thương, đó là thương vài 1.000 năm. Cái thương dễ sợ luôn. Dạ. Trước hết Mạnh Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị khán giả có mặt buổi chiều hôm nay. Lạnh lắm phải không? Nhưng mà thật là ấm cúng, quý vị ngồi gì ấm lắm. Bên đây anh chị em, anh nghệ nhạc sĩ ở đỡ hơn được trước. Có cái năm nào mà mình hát mà năm ngoái phải không, hát mà mưa đá hay gì đó nó tạt vô miệng luôn. Kính chúc tất cả quý vị có một buổi chiều thật là vui, thật là ấm áp bên cạnh gia đình và người thân của chúng ta. Cũng như Mạnh Quỳnh hồi nãy đã giới thiệu quý vị một bài hát của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, lâu lắm rồi Mạnh Quỳnh không có hát bài này. Tuy nhiên mà có một số quý vị nói nghe Mạnh Quỳnh hát bài này hồi xưa thời Ngày Đẹp Bình Dương, hát khoảng 20 mấy năm trước đó, thì bây giờ Mạnh Quỳnh hát lại cho quý vị nghe để quý vị nó còn được cái hơi ấm của cái 1.000 năm yêu hôn nhạc. Cảm ơn quý vị rất nhiều, tràng pháo tay nữa cho ban nhạc quý vị, giao phẩm Thương Hoài Ngàn Năm. Dù đã
tâm tư thương hoài ngàn năm. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hát mà không dám mở miệng to ra, mở miệng to ra gió nó thổi vô. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ok, hát lại nhanh nhanh cho nó vui nha. Tất nhiên ban nhạc Minh Quỳnh sẽ hát những bài mà Minh Quỳnh đã gửi cho ban nhạc chép. Chứ mấy anh em chép nhạc mà mệt cực lắm quý vị, mà còn phải mình hát không đủ bài thì thấy tội nghiệp, cho nên phải cố gắng hát cho đúng tình nghĩa.